Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngành chức năng và chính quyền địa phương đã liên tục cảnh báo về mối nguy từ các bờ tràn tại xã miền núi Lam Sơn, huyện Ninh Sơn, nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra. Cơn lũ chiều ngày 17 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 3 người, gồm một người lớn và 2 trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm được xác định là do các nạn nhân chủ quan khi qua bờ tràn. Người dân thôn Gòn 1 vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát của gia đình này khi cùng lúc mất đi 2 cháu nhỏ là chị em họ hàng. Cháu lớn đang học lớp 3, còn cháu nhỏ chỉ mới bước vào lớp 1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và xã Lam Sơn đã có mặt kịp thời để chia sẻ nỗi đau và động viên gia đình. Cùng với sự việc xảy ra vừa qua thì địa phương cũng như là các ban ngành của huyện, phòng giáo dục, ủy ban huyện và các ngành cũng tới thăm hỏi động viên gia đình qua cái cơn khó khăn, động viên gia đình vượt qua sự việc không may xảy ra. Cách nhà của các nạn nhân 500m là hiện trường của vụ tai nạn. Bờ tràn này chỉ dài hơn 3m, nhưng khi có mưa lớn, nước lũ tràn về rất nhanh. Người dân địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17 tháng 9. Có 3 cháu cùng cố vượt qua bờ tràn thôn Lâm Quý để về thôn Gòn 1 thì bị nước lũ cuốn trôi. Rất may có một cháu được người dân cứu sống. Mà cái lượng nước ở đây thì nước độc quá, nó không có thấy cái đường cống đẹp đi qua. Bè đứa thì rớt xuống luôn, cứu được một đứa. Trong sáng ngày 18 tháng 9, nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Sơn và Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện một phụ nữ 49 tuổi bị lũ cuốn trôi tại khu vực bờ tràn thôn Tân Bình vào tối ngày 17 tháng 9. Tôi chạy qua ra đó, tôi nói quay lại chứ nước cũng sủng mạnh lắm. Giờ nó mày người nó quay lại về. Còn cái suối này là phức tạp lắm. Được cũng chạy thôi thôi. Tự nhiên nó vậy đâu khi mình giờ tự nhiên là mưa mà lên ao sủng râm râm ấy. Chỉ một cơn lũ chiều ngày 17 tháng 9 đã có 3 nạn nhân ở xã Lam Sơn gặp nạn. Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn đã lập tức thành lập lực lượng phản ứng nhanh, ứng trực tại các bờ tràn ngay sau các cơn mưa lớn nhằm ngăn chặn người dân cố tình đi qua bờ tràn khi lũ về. Trong thời gian tới thì tình hình mưa gió và lũ lụt đang còn hết sức phức tạp. Thì xã cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến từng nhà dân. Và chúng tôi cũng bố trí lực lượng cũng như là tham mưu cho huyện bố trí tăng cường thêm lực lượng, vì Lâm Sơn là xã đầu nguồn nên nguồn nước về rất là lớn và hỗn nên tình hình rất là phức tạp. 3 cái chết thương tâm do mưa lũ đã để lại sự đau xót cho gia đình các nạn nhân. Đây cũng là lời nhắc nhở mọi người không nên chủ quan khi đi qua các bờ tràn khi mưa lũ. Dự báo trong những ngày tới trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có mưa lớn. Do đó, người dân khu vực miền núi cần cẩn trọng, cảnh giác khi qua lại các bờ tràn nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.